Vị trí mình đang đứng đây làm cái một cái gara, các bạn có thấy cái gara nào mà xịn sò vậy chưa? Đây là cái lối đi để cho ô tô chạy lên nè, toàn bộ được lát bằng đá. Rồi, chào các bạn, mình là Sơn đến từ công ty xây dựng Louis. Thì sau lưng mình đây là một cái công trình biệt thự ở tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Cũng đã lâu rồi mình mới quay trở lại ở đây. Nếu các bạn đã theo dõi cái Louis từ trước á, thì mình cũng đã có đi thực hiện những chuyến đi tới công trình này để ghi hình những công đoạn xây dựng phần thô của tòa nhà này. Thì tới bây giờ thì cái công trình biệt thự này đã hoàn thiện gần như là 95% rồi. Chỉ còn một vài bước nữa thôi là sẽ có thể dọn vào. Đó, thì bây giờ cùng theo chân mình vô bên trong để dạo quanh một vòng cái ngôi biệt thự để coi đã hoàn thành được những hạng mục gì rồi nha. Rồi, theo chân mình. Thì như các bạn thấy á, là cái ngôi biệt thự này nè, đó, cái mặt tiền nè. Thì chủ nhà chủ yếu chọn cái vật liệu chính là đá. Đó, đá này gọi là, theo mình biết là đá loại đá kiến trúc, đá này dùng để trang trí toàn bộ phần mặt tiền. Các bạn thấy rất là thẩm mỹ, mỹ thuật ha. Đó, từ chỉ nè, đó, rồi tới tường, cột, hoàn toàn bằng đá hết. Đó, màu, cái màu này là cái màu này có thể là hợp phong thủy với chủ nhà. Đó, này màu nâu đất. Ở bên đây có một cái chòi nhỏ để có thể ngồi ăn bánh uống trà, cũng lại là bằng đá, từ bậc thang đó tới cột tới mái. Đó, và ở đây là bộ bàn ghế cũng bằng đá luôn. Xem ra chủ nhà có vẻ khoái đá. Thì mình đang đứng ở phía này là phía bên hông của công trình. Từ hướng này nhìn lên thấy một cái công trình rất là bề thế và đồ sộ. Thì ở đây các anh em đang thực hiện mài một số hạng mục đá ở phần tay nắm cầu thang. Đó. Rồi, theo chân mình qua bên phía bên này. Cái thêm một cái điểm đặc sắc của cái ngôi biệt thự này đó là những bức tường. Đây, xin giới thiệu với các bạn, những bức tường này là được thi công rất là cầu kỳ. Theo như những hình ảnh mình ghi nhận hồi trước á, là cái này là được xây đắp bằng xi măng, xong rồi được những nghệ nhân có tay nghề cao điêu khắc nên những cái hình ảnh họa tiết những đồng quê dân gian Việt Nam, những con cò, con cá, hoa sen. Rồi sau đó thì được dùng một cái lớp sơn này nó màu đồng phủ lên, không thấm nước, rất là đẹp. Ở đây là như bạn thấy là rất là nhiều ô như vậy ha. Đó, để làm được những cái như vậy là mất rất nhiều thời gian và công sức, và đương nhiên là tiền bạc nữa. Rất là nhiều tiền. Đây một cái cột cầu thang. Đó, các bạn thấy thì còn rất chi tiết và thẩm mỹ. Hoa rồi chỉ rất là sắc sảo. Ở phía bên này sẽ là một cái khu gian nhà để chủ nhà tiếp khách. Có thể đãi bạn bè ăn uống tiếp khách ngồi ngoài này đó. Đây là khu gọi như giải trí. Thì ở đây đang dọn vệ sinh các bạn. Hơi nước hơi nhiều, hơi dơ đó. Các anh em đang cho đánh bóng đá vệ sinh. Giờ mình quay trở lại ở cái mặt trước tòa nhà để mình đi qua cái mé bên kia. Đây là một cái khu vực được mở rộng. Ban đầu thì cái biệt thự này chưa có khu này, về sau thì chủ nhà mới quyết định mở rộng thêm cái khu bên này. Thì giới thiệu luôn với các bạn, đây bên khu quế bên này sẽ là một cái khu giống như là mình gọi vui là vườn Thượng Nguyễn hay ha. Đó, hồi chứa vua chúa ngày xưa có một cái góc vườn để ra đi dạo ngắm cây cối. Thì đây là cái khu vườn mai. Những cái cây mai rất là to đang được các anh em cho vào cái bồn cũng rất là khổng lồ đó, siêu to khổng lồ luôn á. Ở đây sẽ có cái lối đi, trang trí lối đi tiểu cảnh này, lát đá. Đây một cái cây bonsai rất đẹp. Tại vì mình xin nhắc lại cái khu này
toàn bộ khu bên này sẽ là cái khu mở rộng của biệt thự. Hồi đầu nếu bạn theo dõi những công trình, hình ảnh công trình từ hồi đầu thì sẽ không thấy được cái khu này. Cái khu này do mấy tháng gần đây là mới mở rộng nên quyết định chủ nhà quyết định mở rộng ở đây để cho cái khu vực trồng cây của mình. Đó, hồi trước là chỉ từ bên kia trở lại thôi. À, ở đây mình thấy có lắp đèn công suất lớn để chiếu xuống vườn rồi nè. Hôm nay được cái đi trời khá là mát, không có nắng nhiều, đi dạo rất thoải mái. Từ bên này cũng có thể có một cái lối đi, đi thẳng vào bên trong sảnh của tòa nhà luôn. Đó. Đây rất nhiều cây bonsai, theo mình giá trị rất cao. Mình không có đành về những cái giống cây kiển này, nhưng mình thấy đây là những cây được tạo kiểu rất là cầu kỳ. Như bạn thấy những cây mai ở đây tạo dáng, tạo kiểu nằm cái tán rất là bự, rất là đẹp. Thì mình nghĩ là nó sẽ rất là mắc tiền. Rồi cùng đi với mình tới cuối vườn nha. Mỗi bức tường đều là một tác phẩm mỹ thuật hả các bạn. Đây thì như mình đã nói thì ở đây nó sẽ là cái khu bếp ăn và cái khu đãi bạn bè, có thể cùng nhau quay quần ở cái khu sảnh bên đó. Rồi hiện tại mình đã đi tới đây là coi như là cuối nhà rồi. Đây là cái điểm dừng của cái khu biệt thự này. Đó, một cái cây, một cái vườn khu tiểu cảnh. Ở đây có cái đá hình bàn chân của mắc cười lắm các bạn. Ở đây chủ nhà cũng bố trí một cái toilet bên ngoài ở góc nhà cho khách có thể tới sử dụng. Ở đây là một cái view phía sau nhà nhìn lại. Hiện tại có một số khu vực các anh em căng dây để hạn chế đi lại, để giữ cho cái công trình luôn được trong tình trạng gọn gàng sạch sẽ. Thì mình sẽ đi vô khu nào mình đi được mình sẽ đi, còn khu nào hạn chế thì mình xin hẹn những video tiếp theo mình sẽ ghi hình cập nhật với các bạn sau nha. Rồi vị trí mình đang đứng đây làm cái một cái gara. Các bạn có thấy cái gara nào mà xịn sò như vậy chưa? Đây là cái lối đi để cho ô tô chạy lên nè, toàn bộ được lát bằng đá, cột cũng bằng đá, sàn để cho ô tô chạy vào toàn bộ bằng đá. Có điểm nhấn là họa tiết hoa lan, trần gara lắp đèn cổ điển siêu xịn sò. Không những như vậy, ở phía trên trần còn được ốp gỗ rất là cao cấp, sang trọng. Hình ảnh rất, như bạn thấy, rất là chi tiết, sắc sảo. Cuối gara là một tác phẩm, một bức tường đá, đá kiến trúc rất là thẩm mỹ và nghệ thuật. Hai bên vách tường đều được ốp đá. Rồi mình từ bên ngoài sân tiến vào thì đây sẽ là đầu tiên là không gian phòng khách. Đó, như các bạn thấy đã hoàn thiện được khá khá rồi ha. Đã có cái ô cửa sổ được gắn khung thép bảo vệ. Đây là cái quầy, cái khu vực để kệ trang trí, để tivi. Ở đây có thể sẽ là bộ sofa, bàn tiếp khách. Rồi như các bạn thấy ở trên trần này ha, đó một cái công trình nghệ thuật rất là đẹp về gỗ. Ở đây ngoài đá ra thì gỗ cũng chiếm một cái khối lượng lớn vật liệu ở trong cái biệt thự này. Gỗ ở đây là theo mình biết là gỗ gõ đỏ ha. Trong nhà có những cái hệ cột tròn lớn cũng toàn bộ được ốp đá luôn, chắc chắn kiên cố. Còn đây sẽ là cái cầu thang chính dẫn lên những tầng trên. Mấy bên này theo thiết kế sẽ là cái phòng ăn. Đó, ở phía kia sẽ là tủ đựng rượu. Hai cái lọc bình rất là khổng lồ à. Nó to bự nè. Rồi, như các bạn thấy cái mé bên tường bên này cũng là một tác phẩm nghệ thuật về đá. Đó, đá đây làm được hoàn toàn là nhập khẩu từ nước ngoài về, được gia công lắp đặt tỉ mỉ và công phu. Xuyên suốt cái kiến trúc đá nền của tòa nhà này sẽ là hình ảnh hoa lan ha các bạn.
chủ nhân của biệt thự này rất yêu thích và trồng lan. Rồi hiện tại mình đang đứng trên không gian tầng 2 của ngôi biệt thự. Như các bạn thấy, đây là sẽ làm một cái sảnh để cho cái phòng sinh hoạt chung. Có thể đặt một bộ ghế ở đây để ngồi cả gia đình cùng quây quần với nhau. Đó, còn đây sẽ là lối đi tới các phòng ngủ của các thành viên trong gia đình. Ở bên này cũng sẽ là các phòng ngủ master để nhìn ra không gian vườn chính. Đó. Từng bộ cửa ở đây đều được các anh em công nhân xưởng nội thất Louis thiết kế, sản xuất, gia công và lắp đặt. Đó, các bạn thấy rất là chi tiết ha, cầu kỳ. Gỗ gõ đỏ, gỗ tự nhiên gõ đỏ. Và những cái ổ khóa này đều là những cái khóa thông minh, có thể mở bằng vân tay, thẻ từ. Ở bức tường này mình thấy là đã hoàn thành xong về giấy dán tường rồi nè, giấy dán tường màu kem sáng đẹp. Còn bên đây cũng đã mảng tường này thì có thêm phần chỉ nhựa, nó tạo thêm cái nét cổ điển cho cái ngôi nhà. Ở không gian đây như các bạn thấy trong khung hình rất là đẹp, như bước vô một cái khách sạn, không gian khách sạn vậy đó. Trần cao, hai bên là hẹp chỉ cổ điển sáng. Rồi vậy là mình vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng của ngôi biệt thự tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đó, các bạn thấy được cái quy mô đồ sộ cùng những cái vật liệu cao cấp nhất được thiết kế và lắp đặt cho cái ngôi biệt thự này. Thì sắp tới khi mà ngôi nhà bước vào bàn giao cho chủ nhà để sử dụng thì mình sẽ quay trở lại quay clip hoàn thiện luôn. Thì hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Nhớ like và subscribe kênh của Louis để theo dõi những cái video nhà đẹp tiếp theo nữa.